your fucking hands up. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì cũng cuối tuần mình đi chơi. Hiện tại thì mình đang ở chùa Hữu Quốc, chùa Hữu Quốc cũng là một cái chùa lớn ở Phú Quốc. Thì hôm nay mình ngồi trên này cũng rất là mát mọi người. Cho em quay một cảnh cho mọi người xem nha. Ở sau lưng mình đây là chùa. Một chút nữa mình sẽ vô chùa mình quay cho mọi người xem. Còn ở trước mặt mình hiện tại đây là biển mọi người, sẽ quay cho mọi người xem một cái vùng trời biển rất là đẹp luôn, mọi người thấy không? Đây biển rất là đẹp mọi người. Biển này thì cũng nằm ở An Thới luôn mọi người. Đây rất là đẹp. Giờ thì mình tiến vào cổng chùa cho mọi người xem nha. Mọi người xem là chùa Hữu Quốc ở Hữu Quốc nha. Chùa này rất là lớn luôn nè. Chùa này thì nằm trên đồi núi. Đây là cổng chùa đây mọi người. Cổng chùa Phú Quốc. Hậu Quốc nha. Chùa Hậu Quốc. Phú Quốc. Sẽ tiến vào trong cho mọi người xem nha. Xe mình kia kìa. Đây thì có một ông Phật ở giữa và ở trên kia là Phật Quan Âm rất là cao, đứng hướng ra biển luôn. Phật Quan Âm này mọi người đi phà Thảnh Thới thì khi mà phà cập bến nhìn qua đây sẽ thấy bà Phật này nha. Bà Phật này rất là cao. Mình sẽ quay một vòng rồi xem. Ở chính giữa này thì có một cái khung tranh có hình rồng rất là đẹp mọi người. Giờ này thì hơi trái nắng cho mình quay mọi người cũng rất khó thấy. Mình sẽ đi lên trên kia cho mọi người xem. Giờ thì mình cũng lội lên tới trên này rồi. Đây thì cũng có rất là nhiều cảnh. Có mấy ông thần. Đây mình sẽ quay ra biển cho mọi người xem nha. Đứng trên này thì nhìn ra biển rất là đẹp luôn. Ở trên này rất khá là cao. Chùa nằm trên đồi núi cao mà. Ở ngoài kia thì có mấy cái nhà bè mọi người, nhà bè đã nuôi cá bóp đồ mọi người. Bên đây mình sẽ quay cái hình bức tranh con rồng vàng luôn. Đây. Rất là đẹp mọi người. Mình sẽ chụp mấy bức hình. Đây có một cái chuông rất là to rồi. Đi ra sau một vòng nha. Nói chung là thì chùa này nằm ở trên đồi núi. Và chỉ có một đoạn đường đi lên thôi, cũng khá là yên tĩnh luôn. Trên này thì có mấy vị La Hán nằm ở
bên trong này. Mọi người có qua Phú Quốc thì nên đi chùa Phú Quốc một vòng để tham quan nha. Sau này còn nữa nè mọi người. Trên kia thì một cái quán gì mọi người. Mình sẽ đi ra một vòng ra trước lại. Thì chùa Phú Quốc vòng vòng chỉ bao nhiêu đây thôi. Còn bên đây thì cái tượng Phật Quan Âm. Tượng Phật Quan Âm rất là cao mọi người. Bên đây cũng có các vị La Hán, bên đây bên kia cũng có, bên đây cũng có, tất cả chín vị La Hán nha. Đây có một đoạn thơ viết trên đá. Giờ này thì ngay giờ trưa, mình đi trên đây rất là nắng luôn, rất là nóng. Rồi thấy biển không? Đứng trên này thấy toàn cảnh biển luôn, rất là đẹp luôn. Mình đi một vòng ở đây một chút, chứ phải tắm biển quá, vì trên đây rất là nóng, xuống tắm cho nó mát. Giờ này tắm biển khỏi chê luôn. Tại vì ở trên này muốn chụp hình mấy tấm mà do nắng quá, chụp cháo quá, không thấy được gì. Đây, cảnh chùa Quốc đây. Mình sẽ ra nha, những video tham quan tất cả ở Phú Quốc cho người xem. Giờ thì mình đi xuống rồi. Mình đã quay một vòng trên kia cho mọi người xem rồi. Giờ mình đang đi rất là nóng luôn. Chút mình xuống cảnh biển mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nha. Giờ mình đi xuống biển đây. Đây thì mình nãy mình cũng đi xuống mé biển rồi mà. Mình sẽ quay một vòng mé biển cho mọi người xem. Biển ở đây rất là đẹp. Biển ở đây thì nước cũng rất là trong xanh luôn, giống như biển bãi sao vậy mọi người. Mọi người thấy cái cảnh chùa Quốc như thế nào? Rất đẹp không rồi. Nằm trên núi thì nhìn toàn những cái cảnh biển xung quanh mình thấy rất là đẹp á. Mọi người có ý kiến rồi mọi người hãy comment bên dưới cho mình cho Kiệt biết nha. Và mọi người muốn đi đâu ở Phú Quốc thì mọi người cũng nên comment bên dưới để cho Kiệt sẽ đi chỗ đó mà Kiệt quay cho mọi người xem những cái cảnh ở Phú Quốc thế nào nha. Giờ thì Kiệt cũng kết thúc video tại đây. Xin mọi người yêu thích video của Kiệt thì hãy like và chia sẻ video của Kiệt nha. Và đừng quên đăng ký theo dõi video tiếp theo của Kiệt nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.